Cristiano Ronaldo là một trường hợp đặc biệt trong làng bóng đá thế giới. Tài năng của anh là điều không thể phủ nhận với vô số các giải thưởng danh hiệu cao quý. Siêu sao Bồ Đào Nha có hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, anh cũng có không ít anti-fan, những người bị dị ứng bởi những scandal bên ngoài sân cỏ, những phát ngôn có phần kiêu ngạo của CR7. Sự giàu có của Cristiano Ronaldo cũng khiến cho nhiều người ghen tị. Hiện CR7 là một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới. Bên cạnh đó, anh còn có những khoản thu nhập cũng khác nhờ các hợp đồng với Nike, Electronic Arts và Herbalife. Chưa dừng lại ở đó, quỹ kinh tế của siêu sao Bồ Đào Nha còn thường xuyên được bổ sung bởi hàng loạt các cửa hàng quần áo, giày và đồ lót mang thương hiệu CR7. Việc rời châu Âu chuyển tới Ả Rập nhận lương khủng, điều này khiến Ronaldo nhận không ít lời chỉ trích. Tuy nhiên, khi biết 18 câu chuyện tuyệt vời sau đây về Ronaldo, có thể bạn sẽ suy nghĩ lại. 1. Bán giày vàng châu Âu 2011 làm từ thiện. Năm 2011, Ronaldo nhận danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu khi ghi được 40 bàn thắng. Rất trân trọng danh hiệu cao quý này, nhưng siêu sao Bồ Đào Nha vẫn làm một hành động ý nghĩa. Anh đã bán đấu giá chiếc giày vàng châu Âu để làm từ thiện. Số tiền 1,2 triệu bảng thu về được sử dụng vào xây dựng một số trường học ở Gaza, nơi bị chiến tranh tàn phá. 2. Bán đấu giá quả bóng vàng thế giới 2013. Quả bóng vàng thế giới là danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Tuy nhiên, Ronaldo không giữ danh hiệu đó cho riêng mình. Siêu sao Bồ Đào Nha đã bán đấu giá một phiên bản quả bóng vàng 2013 và thu về số tiền 530.000 bảng. Số tiền này được làm từ thiện cho tổ chức Make-A-Wish, nơi trao những điều ước thành sự thật cho các trẻ em bị đe dọa tính mạng bởi những bệnh nan y. 3. Đại sứ cho 3 quỹ từ thiện vì trẻ em. Ronaldo tiếp tục sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để truyền tải những thông điệp cuộc sống. Anh là đại sứ cho 3 quỹ từ thiện vì trẻ em, Save the Children, UNICEF và World Vision. Trong bài phát biểu về quả bóng vàng 2014, Ronaldo đã đề cập tới một nhóm trẻ em mắc bệnh bạch cầu. Trước đó, CR7 cũng nhắn tin động viên những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tại Syria và gọi những đứa trẻ là những người anh hùng thực sự. Ngoài ra, Ronaldo cũng quyên góp từ thiện với số tiền không được tiết lộ cho Save the Children. Trong một video thử thách, Ronaldo đã truyền tải thông điệp tới hàng trăm triệu người xem và mang về hàng triệu bảng cho tổ chức từ thiện. 4. Dành toàn bộ tiền thưởng cho các quỹ từ thiện. Năm 2013, Ronaldo được điền tên trong đội hình xuất sắc nhất năm của UEFA và nhận thưởng 100.000 euro. Tất cả số tiền này, Ronaldo đã trao tặng lại cho Hội Chữ Thập Đỏ. Một năm sau, điều tương tự được thực hiện khi CR7 nhận 450.000 đô la nhờ chức vô địch Champions League lần thứ 10. 5. Hiến máu nhân đạo. Là một ngôi sao cá tính, nhưng Ronaldo không bao giờ xăm hình bởi anh thường xuyên tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo. Ronaldo từng nói, tất cả chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách hiến máu. Mỗi lần làm như vậy, bạn có thể mang lợi ích cho 3 người trong các tình huống khẩn cấp. Siêu sao Juventus cũng làm người đỡ đầu cho Carlos Martins, một cậu bé bị mắc bệnh tủy xương. 6. Chi số tiền khổng lồ cho công tác cứu trợ. Tháng 4 năm 2015, Ronaldo được cho là đã quyên góp 5 triệu bảng để hỗ trợ thảm họa động đất tại Nepal. Thảm họa này đã khiến cho 9.000 người thiệt mạng, 22.000 người bị thương và thiệt hại kinh tế vô cùng to lớn. 7. Hỗ trợ bệnh viện ung thư. Mẹ Ronaldo, bà Dolores Aveiro đã may mắn sống sót sau căn bệnh ung thư vú vào năm 2007. Vì vậy, Ronaldo hỗ trợ bệnh viện nơi mẹ anh chữa trị, số tiền 120.000 bảng. 8. Dành tình cảm cho một cậu bé mồ côi. Thông qua mạng xã hội và truyền thông, cựu ngôi sao Real Madrid đã đến thăm Haida. Cậu bé Haida là fan của Real Madrid được mời tới Tây Ban Nha để gặp gỡ Ronaldo và cậu bé Haida đã bật khóc trong sung sướng khi được thần tượng âu yếm. 9. Giúp đỡ một người hâm mộ trẻ tuổi. Ronaldo mời cậu bé Nihuzet Gulen bị ung thư giai đoạn cuối đến xem một trận đấu của Real Madrid. CR7 ghi một bàn thắng và tặng cậu bé chiếc áo. Dù chi rất nhiều tiền để chữa trị, nhưng Ronaldo chỉ có thể giúp cậu bé sống thêm được 4 năm. Tháng 3 năm 2013, Nihuzet Gulen qua đời. 10. Hết lòng vì người hâm mộ. Thay vì trốn tránh người hâm mộ, Ronaldo thường xuyên dành thời gian cho những người ủng hộ mình. Sau mỗi trận đấu, thay vì tránh mặt, CR7 sẵn sàng giao lưu, ký tặng hoặc tặng đồng phục cho cổ động viên nhà. 11. Giúp đỡ cậu bé 10 tháng bị bệnh hiểm nghèo. Năm 2014, mẹ của cậu bé 10 tháng tuổi, Arit Otikru,
đã gửi mong muốn được Ronaldo tặng áo đấu cho cậu con trai bị mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi nghe câu chuyện, Ronaldo đã hỗ trợ gia đình 55.000 bảng cho ca phẫu thuật não và cam kết trả mọi chi phí điều trị cho cậu bé. Tất nhiên, Ronaldo cũng tặng áo và giày đấu của mình cho cậu bé. 12. Hành động đẹp sau khi sút gãy tay cổ động viên nhí. Cậu bé Charlie Silverwood bị gãy tay sau khi vô tình bị Ronaldo sút bóng vào tay. Chủ tịch Florentino Perez gọi cho Charlie, trong khi Ronaldo tặng áo đấu có chữ ký của anh. Hành động của CR7 khiến cậu bé xúc động, bật khóc. 13. Hào phóng với người đại diện. Suker Tremendes đã gọi Ronaldo là người đàn ông tuyệt vời nhất khi tổ chức đám cưới với bạn gái Sandra năm 2015. Trong ngày trọng đại này, Ronaldo hào phóng tặng cho Tremendes cả một hòn đảo ở Hy Lạp để làm quà cưới. Được biết, món quà này trị giá 40 triệu bảng. 14. Nghĩa cử cao đẹp với huyền thoại câu lạc bộ Rangers. Fernando Rissen, huyền thoại của Rangers, bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo vào năm 2013, khiến anh ngồi xe lăn và phải dựa vào vợ chăm sóc tới khi qua đời vào tháng 9 cùng năm. Ronaldo đã mời Fernando Rissen và gia đình đến Bernabeu theo dõi trận đấu của Real Madrid. CR7 cũng tặng áo cho cựu hậu vệ phải sau chiến thắng tại Champions League trước Lechia Warsaw vào tháng 10 năm 2016. 15. Tặng quà đắt giá cho đồng đội. Sau khi giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 10, mỗi cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã nhận được một chiếc đồng hồ đắt giá từ Ronaldo. Theo truyền thông xứ đấu bò, CR7 chi ra khoảng 5.000 bảng Anh cho mỗi chiếc đồng hồ. 16. Giúp anh trai thoát tệ nạn. Cha của Ronaldo, Dennis, đã qua đời vì nghiện rượu và ma túy. Anh trai Ronaldo cũng đã gặp những tình cảnh khó khăn khi dính dáng đến rượu. CR7 hứa sẽ cùng Real Madrid hoàn tất cú La Decima lần thứ 10 vô địch cúp C1 Champions League nếu anh trai cai nghiện thành công và siêu sao Bồ Đào Nha đã thực hiện được điều đó. 17. Khách hàng hào phóng. Ronaldo rất mê khu nghỉ mát sang trọng Costa Navarino ở miền Nam Hy Lạp. Tại đây, anh và gia đình được yên tĩnh, cách biệt với truyền thông và fan hâm mộ. Sau mỗi kỳ nghỉ vào năm 2018-2019, Ronaldo ra về và đều để lại một khoản tiền 20.000 bảng để cảm ơn các nhân viên. 18. Luôn nhớ ơn những ân nhân. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên ITV, Ronaldo đã chia sẻ câu chuyện được ba người phụ nữ ở Lisbon cho những chiếc bánh mì kẹp thịt để qua cơn đói khi còn nhỏ. Siêu sao Bồ Đào Nha rất muốn tìm ba người phụ nữ đó và mời họ dùng bữa tối tại Torino hoặc Lisbon để trả ơn. Hiện tại CR7 đã tìm được một ân nhân, đó là Paula Leca, người phụ nữ tại cửa tiệm McDonald's. Vừa rồi là 18 câu chuyện tuyệt vời khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ về Cristiano Ronaldo. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!